Các em học sinh khối 9 thân mến, hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về đề tài vẽ trang trí nhé. Đó là bài tập phóng tranh ảnh. Ở phần quan sát nhận xét, ta có thể lấy mẫu ở rất nhiều thể loại, hình ảnh, phim, trên tạp chí, vân vân, để làm hình ảnh mẫu. Các em xem một số những cái slide. Chúng ta hãy xem tác dụng của việc phóng tranh ảnh. Phóng tranh ảnh, bản đồ phục vụ cho các môn học. Phóng tranh ảnh phục vụ cho lễ hội hay làm bảo tường. Phóng tranh ảnh là phóng lại hay vẽ lại tranh ảnh mẫu với kích thước lớn hơn sao cho đúng hình dáng, tỷ lệ và màu sắc đậm nhạt. Cách phóng tranh ảnh như sau. Thường chúng ta sẽ có hai cách: kẻ ô vuông và kẻ theo ô chéo bàn cờ. So sánh chiều cao, chiều ngang của hình định phóng, sau đó kẻ các ô vuông hoặc kẻ ô bàn cờ vào tranh ảnh. Nếu muốn phóng to kích thước tranh ảnh gấp bao nhiêu lần thì tăng tỷ lệ ô vuông hoặc ô bàn cờ lên bấy nhiêu lần so với hình mẫu. Nếu muốn thu nhỏ kích thước tranh ảnh gấp bao nhiêu lần thì giảm tỷ lệ ô vuông hoặc ô bàn cờ xuống bấy nhiêu lần so với hình mẫu. Ở cách 1, kẻ ô vuông. Kẻ ô vuông lên hình mẫu. Sau đó, chúng ta phóng to ô vuông lên tờ giấy. Nhìn lên ảnh mẫu, chúng ta phát lại hình bằng nét thẳng. Sau đó, chúng ta tiếp tục chỉnh hình và hoàn thiện vẽ chi tiết. Sau đó, các em sẽ vẽ màu. Ở cách 2, chúng ta sẽ kẻ ô chéo bàn cờ. Chúng ta sẽ kẻ ô vuông dạng hình bàn cờ lên hình mẫu. Tiếp theo chúng ta sẽ phóng to ô vuông lên tờ giấy. Nhìn vào ảnh mẫu, chúng ta sẽ vát hình bằng những nét thẳng.
Sau đó chúng ta tiếp tục hoàn thiện khâu chỉnh hình và vẽ chi tiết. Tiếp theo các em sẽ vẽ màu. Ở phần thực hành thì thầy cho các em tự chọn tranh ảnh. Các em nhớ hoàn thành bài vẽ. Các em sẽ giữ lại bài vẽ, sau khi vào trường sẽ nộp lại cho giáo viên để lấy điểm.